đến giờ đối kháng. Sau giờ ăn là giờ đối kháng. Từng cặp một chiến đấu với nhau. Đây là một cặp này thì một đứa muốn chơi, một đứa muốn ngủ. Phải chọn đối nào mà nó thích chơi cùng thì mới chơi được, chứ một đứa chơi một đứa ngủ thì chơi bời gì. Rồi lại cáu đấy, nó cả chơi đấy, chơi đi. Rồi lại có một set up được một cặp mới. Có cặp này là cặp chiến đấu hai đứa cùng muốn chơi. Đây là làm trò gì đây mà ôm nhau ở sau lưng? Bắt đầu đỏ mồm to. Thêm một cặp nữa. Đầu gửi đây. Thấy em muốn ngủ, em vào đây em ngủ với nó đi. Vào đấy ngủ. Đấy, chơi đi. Ghê gớm chưa? Kích động, một đứa kích động. Đây chính là thằng kích động. Cuộc chiến không có hồi kết. Vần nhau. Hôm nay thì đi coi như là đi vững rồi. Chơi một tí giờ lại thở, trời thì oi. Lông thì ướt, ăn xong là con nào cũng bết. Ăn thì tầm này tập ăn, ăn một nửa bỏ một nửa, ăn một nửa rơi vãi một nửa. Cười nhau. Cái việc con chó nó sủa hay là nó nô nghịch, cái này nó mang cái tính chất di truyền. Đây, mọi người có thể nhìn để mọi người có thể thấy được nó từ bé là chúng nó đã hầm hè cho nó sủa dọa nhau, hay là chúng nó nô nhau từ rất bé. Phản trong lúc nô phi rầm rầm, phi kiểu phản. Bà này vẫn muốn vượt rào, không không vượt được, ở trong này thôi.
Đây là bọn nhóc con 3 tuần tuổi, ngày tuổi thứ 25. Hạt xì. Hạt xì này khả năng là do anh ngày hôm nay là ngâm hạt không có, chưa có nở hết, vẫn còn đang còn lõi. Cho nên ăn vào mà cố nuốt là có khi là ghê gớm quá, không được. Hôm trước con quay nó sủa đêm mới là con cái. Đây là con đực. Thế mình nói là trong cái đàn này ấy thì hầu như là chúng nó đều thấy chúng nó từng sủa rồi, gừ dọa nhau và sủa dọa. Đến tầm này là phải để cho nằm cái sàn lỗ này rồi, để cho nó vệ sinh ra nó không có bẩn. Tầm này là tầm nó đẻ rất là nhiều. Vài hôm nữa khi mà chúng nó đã vững rồi, ăn sỏi rồi thì lúc đấy sẽ được xuống dưới nền nhà bình thường. Nay thì vẫn còn đang phải để nằm sàn này cho sạch. Nô xong một tí thì là sẽ ngủ. Đấy, cắn nhau đau đấy. Cắn quá đà đây bởi vì răng là mọc rồi. Nhú cái răng nanh rồi. Răng nanh đã mọc và chỉ cần nô nhau cắn quá đà một cái là bị đau. Đừng có động vào ông. Ông không thích đâu. Được. Cáu lên là ông không có ngán bố con thằng nào cả. Ông đang nóng, ông nô rồi, ông đang nóng đấy. Nên là ông không muốn liên quan với đứa nào cả. Tốt nhất là cứ để yên, để cho ông yên một chỗ. Khi nào ông hết nóng, ông sẽ chủ động ra.